Sáng thì thường từ 5 rưỡi là thủy thủ trên tàu có nhiệm vụ là lái tender và dọn dẹp vệ sinh tổng thể các nội bộ hành lang bên ngoài và khu vệ sinh chung. Tổ bếp hoạt động từ 6 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn sáng cho khách và sơ chế các đồ cho bữa tiếp theo. Tôi thấy thật là tuyệt vời, tràn đầy năng lượng của một buổi sáng sau một đêm thức dậy trên thuyền. Và ở giữa một nơi đặc biệt như thế này, bạn sẽ thấy thích thú giữa biển nước mênh mông vì được chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh. Thật không dễ gì tôi có được cơ hội này. Trước khi tàu khởi hành thì cần phải kiểm tra chương trình mình đi buổi sáng những đâu, thì chiều xem lượng nước cho phép mình đi vào những cái thời điểm đó hay không, các hệ thống radar định vị âm thanh, còi, tình trạng của máy móc để xem có đảm bảo hay không thì tàu bắt đầu tiến hành khởi hành. Tàu 10 phút nữa khởi hành kiểm tra và khởi động máy thì bọn thủy thủ về vị trí tòi leo nhé. Chào ngày mới, chào ngày mới, chào ngày mới.